Thời gian gần đây, khi đến Lý Sơn, ngoài tham quan các danh lam thắng cảnh, nhiều du khách đã dành thời gian để cùng nông dân nơi đây tham gia mô hình tự tay trải nghiệm trồng hành tỏi, loại nông sản được ví là vàng trắng vàng tím của đảo này. Theo đó, trên những thửa ruộng bậc thang ở cánh đồng Lý Sơn, du khách vô cùng thích thú khi được người dân trên đảo chỉ dẫn tận tay xuống giống trồng hành tỏi. Tôi có ăn tỏi ăn hành rất là nhiều nhưng mà rất là ngon, nhưng mà tôi không biết củ tỏi trồng như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay tôi ra đây tôi thấy trồng trải nghiệm như vậy rất là thú vị mà rất là hay nữa. Đặc sản hành tỏi nổi tiếng của Lý Sơn thì nhiều người đã nghe thưởng thức, nhưng cách trồng, chăm sóc thế nào thì không phải ai cũng biết chứng kiến. Vì vậy, mô hình cùng nông dân trên đảo trồng hành tỏi đang dần nhận được nhiều sự tham gia của du khách khi đến với Lý Sơn. Đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, nếu tỉnh quan tâm tạo điều kiện thì hỗ trợ từ cái nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, mà chúng tôi sẽ hỗ trợ xây dựng cái đề án để phát triển du lịch dịch vụ theo cái hướng là phát triển du lịch cộng đồng, tạo điều kiện cho người dân trực tiếp làm kinh tế du lịch để nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo. Một mô hình khá mới khác cũng đang được người dân Lý Sơn áp dụng và thu hút nhiều du khách, đó là câu cá và tự chế biến ở làng bè nuôi tại khu vực biển gần phía đông của đảo. Ra đây mọi cái là thiên nhiên, mọi cái gọi là tự nhiên, gió biển rồi đi tàu rồi thích thú là nhìn những cá nó đang lội, nó thiên nhiên ở ngoài biển, giống như là vậy là cái tâm hồn mình nó cảm thấy sảng khoái hơn, nó thích thú hơn, tại vì mình là giống như mình sống ở thành phố thành thị nhiều quá, thành ra bây giờ giống như cái gì cũng là mua sắm hết, còn ra đây là giống như nó thiên nhiên quá, giống như là nó làm cho mình cởi mở hơn, làm cho mình thích thú, thành ra đảo Lý Sơn rất là số 1. Việc mở ra nhiều mô hình mới của người dân Lý Sơn trong thời gian gần đây đã góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tạo sức hút để du khách khi đến với đảo này.